một con cá ngừ 3 ký rưỡi trên bàn là các bạn biết rồi các bạn ơi. Hôm nay con cá ngừ này sẽ tới công chuyện với mình thôi các bạn ơi. Mình sẽ chế biến 3 món từ cá ngừ nha các bạn. Và mình đặc biệt hôm nay là mình làm từ sẻ nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mang con cá ngừ này đi làm sạch sẽ cắt khúc nha các bạn nhé. To quá các bạn ơi. Cắt vì mình sẽ làm thịt cái con cá ngừ 3,5 ký này cho các bạn xem luôn, quay chi tiết cách làm từng chi tiết luôn các bạn ạ. Nhìn thấy cái con cá ngừ mà cái mang cái máu nó tươi đỏ như thế này là con cá ngừ mình nó rất là tươi luôn các bạn, thịt rất ngon này. Các bạn nhìn cái phần mang ấy các bạn, đỏ au luôn, đỏ tươi luôn đấy các bạn. Đó, cái phần mang này mình sẽ cắt bỏ nha các bạn. Mình sẽ dùng cái cục đá này chặt cái phần đuôi. Giờ mình sẽ khứa ra từng khúc các bạn ạ. Con dao mình sẽ mài cho thật bén các bạn ạ. Mình mài con dao bén các bạn. Cắt cá làm cá nó mới đã. Cái này là chị em mình quay chi tiết. Mua cá về rồi làm luôn các bạn ạ. Cái cục đá đập. Hứa cá ngừ các bạn tươi đỏ au bằng nước muối ta loạn một lần luôn nha các bạn. À, mình đã làm sạch sẽ, mình cắt khúc, mình rửa sơ qua bằng nước muối ta loạn, rửa sạch sơ qua bằng nước lọc lần cuối nha các bạn. Cá mình làm rất là sạch tươi rồi các bạn. Các bạn ơi, cá ngừ mình đã làm sạch sẽ cắt khúc ra rồi nha các bạn, và để ráo. Bây giờ mình sẽ nấu ăn chế biến cá ngừ từ 3 món và dùng sẻ nha các bạn nhé. 3 khúc mình sẽ kho và 2 khúc mình sẽ chiên. Đầu và ngay cái phần mang, phần đuôi mình sẽ nấu chua nha các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ ướp cái phần kho và phần chiên. Sẻ, tỏi mình cho vào một nửa hai bên. Cái phần này mình không có cho thành. Cá ngừ kho sẻ đó các bạn. Muối này, một thìa này, một xíu muối thôi các bạn. Bột nêm một thìa lưng cho phần chiên, một thìa đầy cho phần kho, mắm cho phần kho, cho nửa muỗng đường nhỏ, dầu và một ít nước màu. Sẽ trộn cái phần cá ngừ kho lên nha các bạn, cho ít hành lá. Cái phần cá ngừ mình ướp để chiên là như vậy được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ pha hết các gia vị lên. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp với mình để nấu một mâm cơm từ cá ngừ chế biến từ 3 món nha các bạn. Kho cái phần cá ngừ trước nha các bạn. Mình để cho nó nóng, nó xanh cái phần thịt con cá ngừ lại rồi mình mới chế nước vào nha các bạn. Cá sôi nó xanh lại mình chế nước vào nha các bạn. Đây mình kho cho cái phần cá ngừ này nó sệt cái xanh xanh lại và sệt cái phần nước kho lại. Mình sẽ cho cái phần dưa chua mình rửa sạch, mình thái sợi ra nha các bạn. Cá ngừ mà kho như vậy là ăn tuyệt, tuyệt cú mèo các bạn. Kho vậy mình bỏ dưa chua vào cho nó thấm, thấm ăn nó mới ngon các bạn. Để mình kho cái phần cá ngừ này trong 5 phút nữa là được rồi nha các bạn. Phần cá ngừ kho mình được rồi nha các bạn. Mình rắc hành vào và mình tiếp tục kế đến là mình sẽ chiên cá ngừ nha các bạn. Dầu nóng mình cho cá ngừ vào mình chiên nha các bạn. Cá ngừ mình chiên được mình lấy ra nha các bạn. Dùng nước sôi mình luộc rau muống nha các bạn. Mình cho rau muống vào mình luộc. Cho ít muối vào nha các bạn. Đảo lên. Để chở qua rau muống lại.
rau muống này mình mua non cộng non ngon lắm các bạn ạ. Vớt rau muống ra, rau muống xanh luôn các bạn, xanh. Cho dầu và cho xả vào mình chiên. Xả, hành, ớt, tỏi đi vào để nó canh chua các bạn ơi. Cho nước sôi vào. Mình cho cái phần nước dưa chua vào nha các bạn. Mình chiên sơ qua rồi, cho vào luôn. Mình chiên sơ cái phần cá ngừ cho cái phần thịt nó săn lại và nó đỡ tanh nha các bạn. Chia rưỡi bột nêm. Nửa môi nước mắm. Cái phần dưa chua còn lại vào. Bây giờ mình sẽ cho giá vào. Canh chua mình nấu được rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần ngổ điếc, hành lá vào và ngò gai vào, tắt bếp nha các bạn. Cái nồi canh chua của mình nấu trông hấp dẫn nha các bạn. Muốn ăn cơm liền. Mình đã nấu xong mâm cơm cá ngừ từ 3 món rồi nha các bạn. Rất là thơm ngon luôn đấy các bạn ơi. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình mâm cơm tuyệt vời này nhé. Các bạn nhìn thấy mâm cơm của mình bày trí có đẹp mắt không các bạn? Rau muống luộc này, cá ngừ chiên này, canh chua cá ngừ này, cá ngừ kho này các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái nước canh chua trước nha các bạn. Nóng mà nó chua thanh lắm các bạn ạ. Mình lấy từ cái nước dưa chua á các bạn. Đã quá các bạn ơi. Chèn vô thôi các bạn. Giá luôn rồi các bạn. Các bạn nào có nấu cái món canh chua từ dưa chua và giá giống như mình chưa các bạn? Các bạn nào mà chưa nấu cái món này á thì mình nấu thử cái món canh chua như thế này coi các bạn ơi, ăn cũng ngon lắm các bạn ạ. Xuất sắc. Cá ngừ này các bạn. Chấm vô nước mắm ớt. Mình mời các bạn miếng cá ngừ nhé. Nấu chua các bạn ơi. Đúng là giống như mình chia sẻ, cá ngừ tươi thì ăn rất là xanh luôn đó các bạn. Xanh chắc đó các bạn. Cái nước canh chua phải gọi là tuyệt vời các bạn ơi. Ngon quá. Rau muống luộc này các bạn. Ở Việt Nam mình thì rau muống rất là phổ biến và rẻ ngon. Chấm với nước mắm. Mình mời các bạn này. Ngừ kho xả và mình cho một ít dưa chua vào kho chung nha các bạn nhé. Mình mời các bạn miếng dưa chua này. Ngon. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần cá chiên. Mình mời các bạn miếng cá ngừ chiên. Ngon quá các bạn ơi. Gia vị ướp để phần chiên ngon, thịt cá thì săn. Ăn dưa chua này các bạn.
mâm cơm thật là tuyệt vời các bạn ơi. Cho một ngày lao động vất vả để về thưởng thức một cái mâm cơm như thế này các bạn. Ngon quá. Đến cá ngừ kho này các bạn. Món nào cũng ngon hết các bạn ơi. Mình làm đồ ăn vừa miệng luôn các bạn ạ. Tuyệt vời, ăn với cơm nữa các bạn ơi. Sướng gì đâu á các bạn. Cái phần đầu con cá ngừ mình rất là thích luôn này. Mình chan nước mắm lên nè các bạn. Và mình sẽ mút thôi các bạn ơi. Mình mời các bạn nhé. Thơm thịt lắm các bạn ạ. Ăn một cái mâm cơm mà nó khỏe người luôn đó các bạn. Nóng, đồ ăn mới nấu ra là thưởng thức liền luôn đấy các bạn. Một mâm cơm mà các bạn thấy là bốn món ăn, không biết ăn món nào luôn các bạn ạ. Nhiều món quá các bạn ơi. Mời các bạn. Mâm cơm hôm nay mình làm đấy các bạn, chưa đến 200 ngàn luôn đấy các bạn ơi. Mà có thể mình ăn được 4 người ăn luôn đấy các bạn, 4 người lớn ăn luôn đấy các bạn ạ. Ngon quá các bạn ơi. Quá nhiều món các bạn nhỉ. Mâm cơm mà 4 món ăn như thế này cho nhiều thành viên trong gia đình mình lựa chọn các bạn. Người già hay là người lớn thích ăn rau, có rau muống luộc. Trẻ em mà thích ăn chiên, đồ chiên, có cá ngừ chiên. Canh chua cho mọi người đều có canh để hút ăn cho dễ. Và món cá ngừ kho, có kho. Còn gì là bằng nữa các bạn nhỉ. Còn miếng cuối cùng mình ăn hết luôn nha các bạn. Mình mời các bạn miếng nước trà đá. Hôm nay mình pha trà đá để uống các bạn ạ. Mùa hè uống nước trà đá cho mát các bạn ơi. Mình đã thưởng thức xong mâm cơm ngày hôm nay rất là tuyệt vời, chế biến từ cá ngừ nha các bạn. Các
các bạn có yêu thích cái clip ngày hôm nay của chị em mình nấu mâm cơm mà chế biến từ cá ngừ thật là tuyệt vời như thế này á, thì cho chị em mình một like cũng như một bình luận của các bạn và một đăng ký kênh YouTube Cuộc Sống Hai Chị Em. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và mình rất là vui khi nhận những cái bình luận của các bạn gửi về cho chị em của mình. Mình mến chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe. Hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai. Bye bye.